Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn cái cách nhận airdrop trên cái sàn năm rồi nha các bạn. Đây là các bạn tham gia airdrop nhận ROI token miễn phí cùng 5 ROI Global. Đó, mình đọc vậy, đọc gì cho nó dễ hiểu nha các bạn nha, đọc tiếng Việt. Hân chào các thành viên 5 ROI Global. Chúng tôi tin rằng giá trị và sức mạnh cộng đồng là chìa khóa cho sự phát triển bền vững. Trên tinh thần đó, 5 ROI Global quyết định triển khai chương trình airdrop ROI các bạn, rồi đi token với các hình thức vô cùng hấp dẫn. Chương trình được diễn ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho đến 31 tháng 8 năm 2021, dành cho toàn thể các thành viên của 5 ROI Global trên toàn cầu. Đó. Chương trình Airdrop của nó như vậy các bạn nha. Chương trình Airdrop ROI token 5 ROI Global. Đối tượng tham gia là ai? Đó là tất cả các thành viên tham gia 5 ROI Global tại phiên bản chính thức kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2021. Tất cả thành viên kể từ ngày 6 tháng 6 trở về sau này là đều là được tham gia nha các bạn nha. Thời gian áp dụng là từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho đến 31 tháng 8 năm 2021. Cách thức nhận ROI token là hoàn thành xác thực KYC, các bạn sẽ được nhận 5.000 ROI nha. Rồi giới thiệu trực tiếp bạn bè tham gia giao dịch tại 5 ROI Global thì sẽ nhận được 2.500 ROI lần giới thiệu. Lượt giới thiệu gián tiếp bạn bè tham gia giao dịch tại 5 ROI Global thì sẽ nhận được 250 ROI lần giới thiệu. Đó. Gián tiếp tức là F2 đó các bạn, thì các bạn được nhận là 250 ROI trên một lần giới thiệu nha. Rồi. Rồi lưu ý, bất kỳ thành viên nào khi tham gia vào hệ thống từ ngày 6 tháng 6 năm 2021 đều được tham gia chương trình Airdrop và nhận ROI miễn phí. Rồi. 4 là thời gian phân bổ là mỗi thứ 3 hàng tuần hệ thống sẽ chuyển token ROI nhận được của tuần trước đó vào ví của bạn. Có nghĩa là một tuần các bạn nhận thì thứ 3 tuần sau nó sẽ gửi qua ví của bạn luôn nha. Này ngon các bạn. Cái con này được đánh giá là nó như giống như cái sàn Binance lúc trước đó các bạn. Cho nên là các bạn phải tranh thủ làm nhanh, bởi vì nó có số lượng giới hạn chứ nó không có phát lung tung lung ta hay là hàng tỷ các bạn, không có ít lắm. Giới thiệu về ROI token. ROI là một loại tiền điện tử được phát hành bởi nền tảng giao dịch 5 ROI. ROI token chạy trên nền tảng Binance Smart Chain sẽ được phát hành vào một số lượng giới hạn. Đó, nó giới hạn các bạn, nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động giao dịch trên 5 ROI Global. Sử dụng ROI tại 5 ROI Global, bạn có thể thanh toán các khoản giao dịch, các khoản phí giao dịch, phí trao đổi và các dịch vụ khác trong hệ sinh thái tài chính 5 ROI Global. Đó, sướng cho các bạn. Với số lượng ROI token trong có giới hạn, chúng tôi sẽ kết thúc sớm chương trình ngay khi hoàn thành mục tiêu. Quý thành viên hãy tham gia ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội nhận ROI token chỉ với các thao tác siêu dễ nhé. Cho nên là nó sẽ kết thúc khi mà cái số lượng phát thành công phát xong các bạn nha, chứ không phải nó đợi mình đâu. 5 ROI Global tin rằng đây sẽ là một trong những chương trình airdrop hấp dẫn nhất và được chờ đón từ cộng đồng. Rồi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin trên vui lòng liên hệ qua email. Đó, còn cảnh báo rủi ro nè, rủi ro là tài liệu này không nên được coi là cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư. Đúng rồi, cũng như không được coi là khuyến nghị tham gia vào các giao dịch đầu tư. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư của bạn. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ rủi ro liên quan và cân nhắc mức độ kinh nghiệm, mục tiêu đầu tư và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần. Nó khuyên mình là cũng không có nên là dùng cái này để điều tư đầu tư nha các bạn nha. 5 ROI Global không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào do giao dịch và lưu trữ tiền điện tử. Đó. Các bạn thấy rủi ro ha. Rồi 5 ROI Global hãy liên lạc và cập nhật thông tin 5 ROI Global qua các kênh chính thống. Có Facebook nè các bạn, có Twitter nè, có Telegram nè, Telegram có 3 loại luôn. Việt Nam, kênh Telegram Việt Nam cũng có nè các bạn nha. Đó, chương trình Airdrop này cực kỳ ngon các bạn, được đánh giá là như giống như cái sàn Binance lúc trước á. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm nhanh nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký nha.
Còn các bạn có thể tìm hiểu thêm ha trên website của nó ha, website chính thức này nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký để các bạn nhận được cái Air Group của nó nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đăng ký cho các bạn xem nha. Thì cái đường link này mình sẽ để trong mô tả video nha các bạn, hoặc là trong website nha các bạn thông cảm nha, hoặc là cái bình luận đầu tiên của video các bạn ha. Thì các bạn hãy bấm trực tiếp vào cái đường link này nha. Các bạn hãy điền thông tin đúng nha. Rồi các bạn để ý nè, bây giờ mình sẽ đăng ký nha, các bạn xem một cách chi tiết, làm theo một cách chi tiết nha. Các bạn đừng tự làm sau đó rồi đừng có hỏi mình là tại sao là không được nha nha các bạn nha. Đầu tiên các bạn nhập email vô giúp mình nha. Rồi nhập mật khẩu, thì mật khẩu này không phải là mật khẩu email, là mật khẩu đăng ký của cái trang 5 năm Rolo Global này nha các bạn nha. Rồi các bạn tạm thời mình ngưng để mình đánh mật khẩu nha. Mật khẩu thì gồm có 8 ký tự trở lên ha, có chữ, có số, có chữ viết hoa, có chữ in các bạn, và một ký tự đặc biệt nha trở lên. Rồi tiếp theo ở dưới là xác nhận mật khẩu, thì các bạn đánh là mật khẩu giống như phía trên nha. Rồi sau khi các bạn đánh đầy đủ ha, rồi các bạn bấm vào cái gửi mã xác minh, là cái mã này nó sẽ gửi về cái email của các bạn nha. Bấm vào, các bạn bấm vào gửi mã xác minh, rồi nó chờ 60 giây chờ cái email nó gửi về email cho các bạn nha. Rồi các bạn đánh vào, rồi trong quá trình đó thì các bạn check vào cái ô tôi đồng ý luôn đi nha các bạn nha, check vào đây luôn tôi đồng ý. Rồi các bạn chờ email nha các bạn nha, chờ cái nó gửi email về cái email của các bạn á. Mình chưa thấy có email nha. Chưa thấy có email các bạn. Có thể là các bạn nó đi vô cái email để xem là nó có gửi qua cái ấy hay không, thư rác hay không. Xem là có đâu vào thư rác hay không. Rồi quảng cáo hay không? Không có luôn. Rồi, quảng cáo rồi xã hội. Không thấy luôn các bạn. Là không có email các bạn ơi. Thì mình sẽ mở lại. Không có email. Bấm gửi lần nữa các bạn. Bấm gửi lần nữa đi. Vẫn chưa thấy email về các bạn. Nó đi vào cái mục quảng cáo các bạn, cái hộp thư của nó đi vào mục quảng cáo các bạn. Đó, cho bạn, các bạn bấm vào đây. Các bạn xem nè. Ôi nó gửi vào cái mã xác minh, nó gửi quận mục quảng cáo cho các bạn 053 558 053 558. Đó, nó gửi vào cái mục quảng cáo cho các bạn để ý nha. Rồi sau đó các bạn bấm vào đăng ký giùm mình nha. Xong rồi các bạn bấm vào nút đăng ký. Mật khẩu là 8 cái tự phải có chữ chứa chữ viết hoa, chữ thường và số. Chắc là mình thiếu, đánh lại nha các bạn nha. Rồi sau khi sửa cái mật khẩu rồi các bạn bấm vào đăng ký nha. Mã xác nhận email không đúng. Có nghĩa là nó đã gửi cái mã khác rồi các bạn. Thì mình phải coi lại thôi, bởi vì nó có thể là chậm quá là nó không có, nó không ấy các bạn. Chậm quá nó hết thời gian á. Trên đây 0474242, 0474442. Cái này nó hơi khó các bạn nha.
phẩm đăng ký. Đó, đăng ký thành công thì nó ra như vậy đó các bạn, đó. Ha. Đăng ký thành sao thành công thì nó sẽ ra như thế này thôi nha. Nó là một cái giống như một cái sàn giao dịch như thế. Rồi. Sau đó thì các bạn phải đi các bạn phải đi KYC các bạn. Nè, các bạn có thể tìm hiểu thêm là trang chủ nè, market nè, giao dịch nè, đó. Contract nè. Đó là số dư nè các bạn, số dư trong ví nè. Đó đủ hết các bạn. Đó. Rồi. Các bạn click vào cái đó nó tham gia chương trình Europe nè, nhận năm rồi nè. Rồi. À. Đây các bạn thấy chương trình Euro của nó không các bạn nè. Xác thực KYC sẽ được nhận 5.000 rồi. À, rồi giới thiệu trực tiếp. Giới thiệu trực tiếp thì được nhận 2.500 rồi và giới thiệu gián tiếp sẽ nhận được 250 rồi nha các bạn nha. Đó. Thì các bạn click vào đây đi các bạn. Đó, các bạn click vào chương trình Euro của nó đi. Rồi các bạn bấm vào đăng nhập đi thử như thế nào. Đăng nhập hồi nãy mình đăng ký như gì mình đăng nhập đó nha các bạn nha. Rồi mật khẩu các bạn đánh là mật khẩu các bạn đăng nhập đó. Rồi sau khi các bạn điền hết rồi các bạn bấm vào đăng nhập giúp mình nha. Địa chỉ email hoặc mật khẩu không chính xác hãy tự lại. Thì để tham gia vào cái group này các bạn đăng nhập được các bạn phải phải tạo cái một cái tài khoản ở trên này để các bạn nha. Các bạn bấm vào đăng nhập đi. Bạn bấm vào đăng nhập. Ha. Rồi đến đây các bạn không có đăng nhập được đâu tại vì các bạn phải tạo trên đây nữa nè. Rồi các bạn bấm vào đăng ký nè. Đó. À, vui lòng điền vào mẫu này và chúng tôi sẽ gửi một cho bạn một email để xác nhận và đăng nhập. Họ và tên của bạn. À, các bạn họ và tên ghi cho đúng nha. Ghi cho đúng nha các bạn nha. Cho hàng mình Lý Việt, mình ghi là Lý Việt. Đó. Rồi email là cái email ban đầu nãy các bạn đó. Rồi sau đó các bạn bấm nút đăng ký nha. Đó, khi các bạn thành công ban đăng ký thành công nó sẽ có email các bạn. Ha, trong thời gian ngắn nhất bao gồm một đường dẫn xác nhận cho phép bạn đăng nhập. Nếu bạn không nhận được email từ chúng tôi trong vài phút, vui lòng kiểm tra hơn một rác. Ha. Đó, các bạn phải đăng ký như vậy mới được. Sau đó các bạn đi vào hơn một rác nha. Xem là có email hay không. Nãy là đi vào thư mục quảng cáo nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy xem là có nó đây đây nè các bạn. Đây nè. Nó đi vào cái thư mục quảng cáo đó các bạn, tài chính á. Thì các bạn đi vào thư mục tài chính ha, các bạn thấy cái có cái email này ha. À, chúc mừng các bạn đã đăng ký thành công nha. Nha các bạn nha. Rồi quay qua vào thư mục rác thử có cái email xác nhận hay không. Mình không thấy có email xác nhận, chỉ thấy email email là xác nhận mình đăng ký thành công rồi. Giờ các bạn. Rồi các bạn sau khi mà các bạn đăng ký thành công rồi đó, có email ha, thì các bạn đánh vào cái email đó các bạn đi vào nha. Các bạn đăng nhập vào.
bấm đăng nhập nha các bạn nha. À các bạn, à còn một email đó các bạn, một email nó gửi vào cái thư mục chính các bạn, à nó gửi vào cái chính này các bạn, hộp thư đến á, hộp chính á, nó có một email nữa để kích hoạt đó các bạn, ha. Đây các bạn, nó có một email dẫn đến để kích hoạt nha, phải có cái email này các bạn, nãy giờ mình không thấy, à nó có email để gửi vào cái hộp thư đến đó các bạn, là để kích hoạt ha, để các bạn bấm vào đây kích hoạt nha, bấm vào cái đường link xanh này để kích hoạt các bạn, rồi chọn Chrome. Phải có thư email đó thì mới được nha. Đó. Bây giờ nó yêu cầu các bạn là đánh mật khẩu của bạn ha. Mật khẩu yêu cầu mật khẩu đối với mật khẩu là phải có ít nhất 5 ký tự, phải ít nhất là 128 ký tự và phải khác với địa chỉ email. À có nghĩa là cái mật khẩu này không có giống với mật khẩu địa chỉ email nha. Nó khác với mật khẩu email và có ít nhất là 5 ký tự trở lên nha các bạn nha. Sau khi các bạn đánh cái mật khẩu mà thấy nó ra ba cái dấu check chỗ nhầy hết rồi á thì các bạn bấm vào đặt mật khẩu giúp mình nha. Đó các bạn luôn luôn à, nó ra nó như vậy đã ok các bạn đó. Rồi sau khi nó ra như thế này á thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn xem thông báo và cái cách hướng dẫn để nó chỉ các bạn KYC nha. Thì các bạn bấm vào cái thông báo nè các bạn. Thông báo nè. Ha. Rồi, các bạn kéo xuống dưới. Thì nó sẽ có hoạt động của mình nè, tham gia chương trình Europe nè ha. Rồi ha. Rồi chương trình Europe Pro cho các thành viên sở hữu Ola City nè các bạn. Cái này nếu các bạn có ấy thì các bạn ấy nè ha. Rồi. Rồi sách trắng nè ha. Vân vân. Và nhưng mà các bạn kéo lên nè, hướng dẫn các bước xác minh KYC nè. Được không các bạn? Ha. Rồi rất là nhiều cách ha, các bạn đi vào hướng dẫn cách xác minh KYC 5 RO nha. Đầu tiên nè, nó hướng dẫn các bạn nè. À, rất là dễ các bạn làm theo nè, đăng nhập và chọn cài đặt tài khoản trên cùng bên phải. Ha. Chọn cài đặt tài khoản, bước 2 tại mục cài đặt chọn xác minh ID. Đó. Điền đầy đủ thông tin xác minh quốc tịch của bạn, họ tên, loại ID chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu khác, số ID hợp lệ vân vân. Cái này dễ sau khi hoàn thành xác thực. Xác minh ID basic, chọn xác thực căn cao. Dễ lắm các bạn cái này. Cái này nó hướng dẫn các bạn hết rồi, các bạn làm theo vẫn được hết á. Mình nghĩ là rất là đơn giản. Chọn ở đây nè các bạn, hoạt động của tôi, hồ sơ của tôi. Đây, các bạn đọc ha, các bạn đọc để các bạn theo dõi nha. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để các bạn xác minh cho nó dễ nha. Xác minh giống như vậy ha. Bây giờ các bạn hãy bấm như mình nha. Nếu các bạn đang sạc Chrome mà giống như mình thì các bạn bấm vào đây nè. Để mở một tab mới nha. Bấm vào đây. Các bạn chọn một tab mới. Rồi, sau đó các bạn gõ 5ro.com nha, enter. Rồi các bạn, nó đầu tiên nó không ra giao diện được như thế này đâu các bạn, nó ra như thế này nè. Không, xin lỗi, để nó ra dạng mà không phải dạng web. Đầu tiên là các bạn bấm vô là nó sẽ ra giao diện như thế này các bạn ha. Thì các bạn sẽ không thấy cái cài đặt tài khoản đâu, thì các bạn bấm vô chữ web nè nha. Nếu các bạn xài điện thoại các bạn bấm vào chữ web nha. Đó thì cho nó sẽ ra giao diện như thế này nè các bạn. Đó, được chưa các bạn? Rồi sau đó các bạn mới kéo qua đây nè, phông lớn lên nha. Đó, các bạn mới thấy cái dấu hình người nè. Đó, các bạn bấm vào đây, các bạn mới thấy cài đặt tài khoản nha. Rồi bấm cái là nó ra luôn các bạn. Đó, các bạn có thấy xác minh ID đây nè. Đó.
Nó rất là nhiều cách nè, các bạn muốn như thế nào á, liên kết quá chừng rồi, các bạn cái đầu tiên là liên kết số điện thoại nó. Rồi các bạn chọn cái mục này nè, đó. Xác minh ID nè. Bấm vào đây. Rồi. Các bạn làm nha, cái này rất là dễ, quốc tịch Việt Nam, họ và tên. ID card, số ID. Ha. Cái này đơn giản mà các bạn ha. Cái này các bạn tự làm được mà đúng không? Việt Nam, quốc tịch là Việt Nam. Đây nè. Việt Nam. Chọn Việt Nam các bạn. Họ và tên. Đó, cái tên của bạn như thế nào thì bạn gõ y chang vậy nha các bạn nha. Cái này thì mình sẽ tạm thời không có quay nha các bạn nha. Quay mình che là hết cũng vậy, cho nên thôi thì các bạn tự làm nha, cái này dễ lắm. Ví dụ như giờ họ thì các bạn ví dụ như mình bạn Nguyễn Văn A nha, ví dụ Nguyễn Văn A thì các bạn ghi Nguyễn Văn A đi ha. Đó. Ở đây cái tên này các bạn ghi là Văn A đi, đó. Kiểu vậy cũng được các bạn. Rồi ID card là các bạn chọn ID card cái là chứng minh nhân dân hay cái gì? À, giấy phép lái xe, passport hay khác thì các bạn chọn bản chứng minh nhân dân, chọn ID card. Ha, rồi các bạn gõ số chứng minh vô, bấm gửi. Cho các bạn nha. Rồi tạm thời mình sẽ đánh. Rồi, sau khi mà cái ID xác minh ID basic này nó thành công các bạn nè, nó ra cái ID complete này nè. Thì các bạn chọn vào xác thực nâng cao nha. Xác thực nâng cao. Đó. Rồi. Xác ở các bạn thứ nhất là nó hướng dẫn là ảnh mặt trước ID hợp lệ của bạn ha. Rồi tải lên. Ảnh mặt trước đó các bạn, ảnh mặt trước của ID thôi ha. Rồi hình ảnh bạn đang giữ trang trang nhất của ID hợp lệ của bạn, vui lòng tải lên bạn đang giữ trang đầu của ID hợp lệ của bạn. À, vui lòng tải lên bạn đang giữ trang đầu của ID hợp lệ của bạn. Hình ảnh mờ không được chấp nhận, lưu ý tên. Lưu ý là tên nè, tên trao đổi nè, ngày nộp đơn. À, nó có ghi cái tên đó bạn. Tên của bạn là đầu tiên cái tên ha. Còn cái gì nữa? Tên là Alex nè các bạn, còn cái ngày ở dưới là cái ngày các bạn đăng ký á. À, tên là tên trao đổi. Ví dụ như năm rồi exchange chẳng hạn. Chắc vậy quá, năm rồi exchange. Rồi tên trao đổi rồi ngày nộp đơn ha. Cái này là các bạn biết mà, cầm lên mà chụp ha. Đầu tiên là cái tên của bạn, sau đó cái hai cái sàn giao dịch của bạn, chắc để là năm rồi á, năm rồi. Sau đó thì cái ngày dưới là cái ngày mà các bạn đăng ký cái tài khoản này ha, là ngày hôm nay chẳng hạn, vì là ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 2021, các bạn ghi nó trước là 2021 ha. Rồi 06 18 các bạn nè, ghi giống như đó nha. Rồi tải tải cái hình đó lên. Rồi bấm gửi nha các bạn nha. Ok mà. Rất là đơn giản mà các bạn nha. Rồi. Thì mình tạm thời mình ngưng để mình làm nha các bạn nha. Đó các bạn, sau khi mà các bạn chụp gửi cái mặt trước chứng minh nhân dân với lại cái chụp hình chụp đó các bạn mà có ghi tờ giấy á, tên của bạn với năm rồi exchange với lại cái ngày của các bạn cái ngày của bạn đăng ký với lại cái hình ID của bạn kèm theo cái ảnh selfie của các bạn thì nó ra giao diện thế này các bạn nha. Nó có dòng chữ là in dressing reviewing nha. Là nó đang chờ xử lý nha các bạn nha, chờ nó sẽ xác minh KYC cho các bạn nha. Rồi, các bạn bấm quay trở lại thì nó sẽ ra là đang xác minh cho các bạn nha. Ha. Rồi đó có rất là nhiều các mục ở đây là các bạn có thể thêm liên kết số điện thoại ha. Rồi cài đặt tùy chỉnh vân vân, rất là nhiều nha các bạn nha.
Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn lấy cái đường link đi giới thiệu cho các bạn nha. Để các bạn nhìn lên phía trên này, các bạn phóng lớn lên ha, các bạn thấy cái là giới thiệu bạn bè nè ha. Đây là các bạn. Đó. Thì các bạn bấm vào giới thiệu bạn bè. Rồi. Nó ra cái đường link nè các bạn. Đây mã sao chép nè, sao chép mà lời mời của tôi nè. Là mã mời của mình nha, mình sẽ để cho các bạn ủng hộ mình nha các bạn nha. Rồi, cái đây là đường link ha. Các bạn sao chép cái đường link này, các bạn đi giới thiệu cho nhiều người ha, đăng ký qua link của bạn này, các bạn sẽ nhận thêm 2.500 rồi nha các bạn nha. Rồi, nó chỉ đơn giản cho các bạn ha. Rồi, nếu có gì không hiểu, bạn có thể bình luận cái video nha các bạn, để mình sẽ đáp cho các bạn. Và nhớ ủng hộ mình bằng sử dụng cách là sử dụng cái đường link 5roi.com.vn của mình cho các bạn. Mình để dưới mô tả video hoặc là bình luận đầu tiên của video á, hoặc là để trong website nha các bạn ủng hộ mình nha. Rồi. Đừng quên bấm vào nút đăng ký lên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Và sau này thì bởi vì cái chương trình 5roi này nó cũng còn nhiều cái mới đó các bạn, mình sẽ làm cái video tiếp theo để hướng dẫn các bạn ha. Thì tạm thời các bạn chỉ cần đăng ký và KYC trước nha các bạn nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.